tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân đã hội kiến với nhà vua và hoàng hậu nhật bản đang thăm cấp nhà nước tới việt nam tại buổi hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc và nhà vua nhật bản bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất trên nhiều lĩnh vực của quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam nhật bản trong những năm qua và tin tưởng rằng chuyến thăm việt nam lần này của nhà vua và hoàng hậu sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc chào mừng chuyến thăm lịch sử của nhà vua và hoàng hậu nhật bản đến việt nam coi đây là dấu mốc quan trọng đáng ghi nhớ biểu tượng trong quan hệ hợp tác hữu nghị thân thiết giữa hai nước cảm ơn tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc mà nhà vua hoàng hậu và hoàng gia nhật bản dành cho đất nước và nhân dân việt nam cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam nhật bản và sự hỗ trợ hiệu quả của chính phủ nhật bản đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế ở vị trí là đối tác kinh tế thương mại hàng đầu của việt nam Nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản bày tỏ vui mừng khi tới thăm Việt Nam, xúc động trước sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của lãnh đạo nhân dân Việt Nam. Nhà vua và hoàng hậu cũng cảm ơn tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Nhật Bản thông qua việc bảo tồn và giữ gìn các di tích và kiến thức của Nhật Bản tại Hội An và sự hỗ trợ của nhân dân Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả động đất sóng thần tại Nhật Bản năm 2011. Hai nhà lãnh đạo cùng chia sẻ việc hai nước có sự giao lưu lịch sử, nhiều nét tương đồng về văn hóa như trồng lúa nước, nuôi tầm dệt vải và đều yêu chuộng hòa bình cho rằng đó là nền tảng cần giữ gìn thúc đẩy để phát triển hơn nữa quan hệ việt nam nhật bản Cuối buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc nhà vua và hoàng hậu có chuyến thăm thành công với nhiều kỷ niệm đẹp về đất nước, con người và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Trân trọng mời các thành viên hoàng gia Nhật Bản thăm Việt Nam dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản vào năm 2018 và bày tỏ mong muốn sớm được gặp lại nhà vua và hoàng hậu trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản thời gian tới.